mùa lạnh này chăm chim sao hợp lý anh dạ. Bác Văn Dự Nguyễn à, thông thường anh những con chim mà các bác ăn thông thường ở gâm khác ấy thì nó các bác nên tham khảo thêm một số thành phần bên 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 hãng cám. Nhưng mà thông thường là các bác mùa lạnh này thì các bác hạn chế bớt trái cây cho em, tăng cường cám và cào cào lên nhé, hạn chế cho ăn trái cây bớt. Chim đeo ra khoảng 10 phút xù một cục là sao vậy anh? Thứ nhất là nó có nhiều cái ý kiến về cái vấn đề này bác Hồng Hùng nhá. Thứ nhất là bác kiểm tra lại tố chất của con chim, thứ hai là bác kiểm tra lại cái độ lửa của con chim đó, và cái thứ ba là cái tố chất, đó là ba yếu tố để cho con chim đó nó có tốt hay không trong đi ra khi đại dàn bác Hồng Hùng nhá. Đấy, nếu như chú chim mà nó chưa đặt lửa thì nó ra nó lại thì nó sẽ chênh xù đấy, còn nếu mà nó đã có lửa mà nó chỉ 10 phút rồi nó xù thì chứng tỏ tố chất nó kém. Đó, những cái nguyên nhân đó thì bác nên kiểm tra và bác so sánh là bác biết ngay bác nhé. Anh có con chim đã căng hết dây cước dưới đáy lồng rồi mà vẫn xuống thì làm sao cách nào ạ? À, bác giăng trước những con chim mà bác giăng ngang mà nó vẫn xuống nó không sợ ấy, thì bác giăng chéo nó sẽ ok, bác Hoàng Phan nhé, bác giăng chéo là nó sẽ ok ngay. Chào Đình Dung nha. Mà xuôi về sau bộ nhỏ chân ngắn có phải mãi không? Dạ cái này nó không có căn cứ bác Hoa Lan Lâm Hoàng nhé, không có căn cứ. Con mái là nó thông thường á, là nó không, cái này nó không có căn cứ về cái màu xuôi. Có nhiều con mái màu lân chứ, nó vẫn có chứ bác. Thế nhưng mà cái quan trọng là bác phải nhìn vào thái độ nó. Thông thường con mái nó sẽ chậm chạp, chậm chạp vẫn có con nó sổ giọng trống là có này. Đấy các bác phải hiểu như vậy, có những con mái nó vẫn sổ giọng trống, có cái là giọng không dài, đó thứ nhất. Thứ hai vẫn có những con mái nó ché bình thường đấy, vẫn có những con mái nó ché đấy là bình thường. Thế nhưng mà các bác phải theo dõi về thái độ con chim. Thứ nhất là các bác nhìn qua con chim nó sẽ có thái độ nó chậm chạp hơn những con chim trống, đó là điều đầu tiên. Thứ hai nữa là các bác theo dõi nó qua cái thái độ trong nhà. Thông thường mà các bác để tắm gần hoặc là để gần nhau á, là con chim trống nó sẽ hay múa mái, nó hay múa mái, nó không đấu bên chim đấy, thì đó là những cái biểu hiện mà nó biểu hiện của con chim, một con chim mái. Chứ còn các bác có nhiều khi các bác mà căn cứ vào giọng thì các bác ít có các bác biết lắm, tại vì có nhiều chim mái nó sổ nó hót giống chim trống bình thường đấy. Đổi cám khoảng bao lâu? Từ 15 đến 20 ngày là bắt đầu nó thấm cám, và cái lúc đó bắt đầu các bác nạp lửa. Thì thông thường khi mà đổi cám một thương hiệu cám mới thì thường nó phải là cỡ một tháng là các bác chơi được nhé. Con bổi em bắt chủ bao trống về mà nó quýt quýu, do bổi kêu vậy hay chưa ra giọng hả anh? À, dạ cái này nó không có căn cứ bác nhá, nó không có căn cứ, tại vì có rất nhiều con bổi nó quýt quýu cho bình thường. Thế còn trống hay mái á, thì bác cứ chịu khó, một nếu mà bác không nhìn qua thái độ được thì bác có thể kẹp chim giùm em. Nếu mà con chim trống và chim thuần ấy, bác cứ ra một con chim thuần bác nuôi 2-3 mùa ấy, bác kẹp vào, nếu mà con chim nó thường xuyên xoay cầu ấy thì mới chính xác là mái, còn nếu nó đấu thì không phải bác nhá, nó là cho dễ hơn. Chứ còn bác kinh nghiệm nó còn yếu mà bác nhìn qua thái độ thì còn nghe giọng thì cũng không phải, tại vì các nghe giọng các bác phải tỉnh tai. Thông thường một con chim mái nó sẽ kêu quýt tiểu quýu, tức là ba âm tiết, nhưng mà nó quýt tiểu quýu ấy. Còn con chim trống thông thường nó chỉ quýt quýu thôi, tức là nó kêu hai âm. Đây là cái nó rất là dễ để mà mình xác định một con chim mái hay trống nhá. Cho em hỏi hiện tượng chim ỉa không ra, những con chú chim ỉa không ra đó là chú chim bị bón. Cái này là thứ nhất là nó có như hai cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân đầu tiên là bác nuôi con chim nó chế độ nó cho ăn đồ đồ vitamin nhiều quá. Thứ nhất là bác cho ăn chuối nhiều, thứ hai nữa là các bác cho ăn cà rốt cũng nhiều. Đấy, những cái chú chim mà ăn gì không ra thì các bác nên cho ăn về cái thiên về táo, thanh long, cà rốt, lộn, cam. Đấy, các bác thiên về những trái cây thành phần nước nhiều, bác Ngô Văn Điệp nhé, chứ không hạn chế bớt về những trái cây đó. Thứ hai là các bác kiểm tra về cái thương hiệu cam các bác đang dùng để nó phù hợp với chế độ hơn nhé. Chim bộ nhỏ ngủ đoạn có thể đi thi đấu trường lớn được không anh, hay không sợ không nỗ lực? Các bác này cứ quan trọng về cái thể hình nhỉ, em thấy các bác thi tuyển chim các bác cứ quan trọng với thể hình là nó hơi xa vời. Con chim to nhỏ nó không quan trọng, quan trọng là cái lá gan của nó, độ lì của nó và cái khung hình của nó, cái bộ cốt của nó có tốt hay không thôi, chứ còn to nhỏ nó không quan trọng nhá. Các bác có thấy có nhiều con chim mà nó to như trái bắp ấy chứ, nhưng mà đấu một chút xíu là nó đứng nó xù ngay. Có nhiều con chim nó to nó chỉ bằng con y bằng con chim siêu xẻ xẻ thôi, nhưng mà nó đấu rất là bền bỉ. Cho nên các bác đừng đi mua chim, các bác đi bắt chim bắt đừng quan trọng về thân thể, các bác không quan trọng về ngoại hình đấy, quan trọng là chi tiết của con chim. À, nó to hay nhỏ nó quan trọng nhất là nó thể hiện ra một chiến binh bản lĩnh, cơ địa nó hài hòa,
đấy. Chứ còn các bác quan trọng gì với cái to nhỏ các bác không quan trọng nhá. Cho nên các bác đi tuyển chim các bác không nên quan trọng về thể hình to nhỏ, quan trọng nhất phải là tìm kiếm được cái tố chất của con chim, nhìn ra được tố chất của con chim và mình nhìn được cái thái độ của nó, chứ còn to nhỏ nó không quan trọng. Nhiều anh chim to như trái bắp phải nhìn vào cái lồng đứng y như con chim sáo ấy, nhưng mà đâu trả được bền bỉ, đâu có xí là xù rũ rồi ăn uống tùm lum ấy. Có nhiều chim nó nhỏ ti ti bằng chim chia sẻ thế, đâu biết từ sáng tới trưa. Cho nên là các bác không quan trọng về vấn đề đó. Nó cũng giống như con người thế, đừng có đánh giá một con người có vẻ bề ngoài, phải không ạ? Y như thế thôi, mình không nên đánh giá một con người có vẻ bề ngoài. Đấy, con chim nó cũng vậy. Các bác đừng có thấy nó nhỏ mà bảo nó yếu, không phải, nhỏ mà nó có vỏ đấy. Chào bên điện ô tô nha. Giờ chơi bộ môn này phức tạp phết. Vâng, bộ môn nào nó cũng phức tạp bác Hoàng Tiệp ạ. Cái bộ môn nào nó cũng phức tạp cả. Thế nhưng mà phức tạp hay không phức tạp là hoàn toàn ở con người mình, đúng không ạ? Tùy thuộc cái cách chơi của mình. Đâu phải các bác cứ nhiều tiền chơi chim hay là đẳng cấp, không phải. Đấy. Quan trọng nhất vẫn là cái cách chơi của một con người, cái cách mình đam mê. Đấy, có nhiều người người ta chơi chim theo sở thích chứ không phải là chơi theo kiểu đam mê. Chơi đam mê thì là kiểu khác, tại vì người ta chơi đam mê tức là người ta lấy con chim để làm chuẩn và người ta lấy cái nết con chim để làm niềm vui. Đó, chứ còn có nhiều bác là chơi chim theo sở thích, chơi theo cái kiểu gọi là thấy bạn bè mình có chim chơi chung thi cũng ưng, có tiền nên cũng mua đại con về thi cho nó vui kiểu thế. Tức là chơi theo sở thích chứ chưa phải là đam mê. Đấy, đam mê tức là phải ăn ngủ sống chết của nó cơ, tức là mình phải lấy con chim làm chuẩn, đúng không ạ? Chứ còn có nhiều bác là nuôi chim theo sở thích thôi, kiểu là giống như hồi xưa các bác mà có nhiều anh em đi thi đại học ấy, thấy chưa? Tức là các bác không có xác định được các bác học ngành gì và thi trường nào, đúng không ạ? Chơi con chim cũng thế thôi. Thì các bác có nhiều bác là trong một nhóm bạn là có người có nhiều bạn để thi bách khoa, nên là mình thôi cái thằng đó nó thi bách khoa thì thi cùng của nó cho vui, phải không ạ? Đấy, thế là thi nhỡ mà có đậu thì học được khoảng chừng vài ba tháng là chán, tại vì cái môn đó, cái ngành nghề đó nó không phù hợp với mình, và mình càng học mình càng cảm thấy không thích, đúng không ạ? Và khi không thích được có nhiều bác bỏ ngang, thế là mình mất một năm, và một năm sau các bác lại phải thi lại để mà tìm kiếm ngành nghề khác. Cho nên là dù chơi con chim hay là dù làm bất cứ một cái công việc gì thì các bác cũng phải nên có sự tư duy, nên có sự xem xét và nên tìm hiểu trước để mà mình nó phù hợp với con người, đúng không ạ? Ta bảo là tất nhiên cái gì cũng thế thôi, tâm sinh tướng mà, đúng không? Đôi khi con người mình nó phải qua một cái kiếp nạn, đúng không ạ? Có những con người là đang chức cao vọng trọng đùng một phát nó xảy ra biến cố là lại về nông dân, chuyện rất là bình thường. Chuyện đó rất là bình thường, cho nên là chơi con chim con cò thì đâu có phải là cứ anh cứ tiền nhiều chơi con chim vào giải là đẳng cấp đâu, không phải. Đẳng cấp hay không đó là do cách chơi của một con người, do cách chơi của mọi người và cái cách cầm con chim đó chơi như thế nào mới là đẳng cấp. Đấy, chứ còn không phải là cứ tiền nhiều chim hay là đẳng cấp. Đấy, rồi cũng có nhiều anh em không phải là cứ cầm cái cúp ôm cái cờ về nhà là nghệ nhân đâu các bác ạ. Em nói thật, đây là cá nhân em phát biểu như vậy đấy. Không phải là cứ ai cầm cái cúp cơ dơ cái cờ lên chụp hình là nghệ nhân đâu, không phải đâu. Để trở thành một người nghệ nhân thì nó hội tụ rất nhiều vấn đề, đúng không? Cũng giống như là một người làm cán bộ cũng thế, để mà liêm chính của một con người thì nó rất là phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm. Trước khi đi thi gì không? Bác cứ chăm chim bình thường, bác bên đó tôi nhé, bác cứ chăm bình thường, chế độ lửa khi con chim nó đạt lửa rồi thì nó cần sự ổn định, bác cứ chăm đều tay, không cần 4 hôm đâu, chỉ cần trước 2 hôm thôi, các bác cứ cho ngày hôm trước bác cho ăn táo hoặc thanh long vào để cho con chim nó cần thành phần nước để nó dễ đi cầu trong quá trình đấu. Từ tới sáng hôm sau bác đi thi, khi bác đi thi thì bác cũng cắm lại cho một miếng táo mới hoặc miếng thanh long mới là ok rồi nhé. Nước có ảnh hưởng đến nhiều tới vẻ đẹp của con chim không anh? Dạ không bác ạ, nó chỉ là cái khẩu vị thôi. Mình nhìn con chim nó khó chịu thôi, chứ còn cái vẻ đẹp nó không liên quan tới cái độ ngước hay là không ngước bác nhá. Vẻ đẹp đó là vẻ đẹp của thân thể con chim, thân hình con chim, chứ không phải là vẻ đẹp từ cái tật lỗi. Ngước đó là tật lỗi, chứ không thể nó là vẻ đẹp được bác nhá. Đấy, mình phải tách biệt nó ra như vậy. Cái con chim thình hình thể đẹp khác, những con chim đấu đẹp khác, nó cũng lại khác nhau nữa. Cho nên các bác đừng có đưa chung quy nó lại một mối, không nên. Mình phải tách biệt ra, con chim đẹp khác rồi con chim đấu đẹp khác. Có nhiều con chim các bác nhìn rất là xấu, nhưng mà khi nó lên nhà nó trường rất đẹp với cái nết của nó, đúng không ạ? Anh
chim đi phân nát chị cho em. Vâng, những con chim bị phân nát ở bụng thì em đã chia sẻ rất là nhiều, các bác nên dùng các đọt ổi hoặc đọt cây cộng sản đấy, thì các bác giã ra lấy khoảng 7-8 đọt, các bác giã ra rồi các bác lấy nước cốt đó pha một ít ấm cho nó uống, và thường xuyên làm vào buổi sáng ấy. Các bác nào buổi sáng là con chim nó cần nước nhiều cho nên nó sẽ uống và thay mới hàng ngày các bác nhé. Còn có những con chim nó không hợp cái đọt ổi với đọt cây cộng sản thì các bác có thể dùng quả mồng tơi chín ấy, các bác giã ra lấy nước cốt cho nó uống nhé. Ý em hỏi con chim hơi ngước có nên chơi không anh, có được coi là vào hệ tật lỗi nặng không? Dạ không bác, bác Huy Ấn ơi, em có thể đi bác chứ kể cả em đi điều hành các hội thi cũng thế. Cái con chim ngước tức là nó có rất nhiều cách để con chim nó ngước, ngước và ngoái nó là hai cách gọi khác nhau, nhưng nó là một tật lỗi, không ạ? Ngước và ngoái là hai cách gọi khác nhau nhưng nó là một tật lỗi. Thì cũng có nhiều con chim nó đứng ở trên cầu nó bẻ cổ về đằng sau, rồi cũng có nhiều con chim nó bu lên nan nó ngoái cổ lại. Đó cũng là một tật lỗi giống nhau, nhưng thật khác, hình thức thì khác nhau nhưng mà tật thì giống nhau. Đấy. Thế thì những con chim nó chỉ mới là ngó lên thôi thì không thể nói là ngước và ngoái được, nó chỉ mới ngó lên thì cái đó là mới là chỉ là biểu hiện, và cái lỗi này nó không có rõ ràng. Mà cá nhân em không bao giờ em bắt những con chim đấy. Tại vì nó không có rõ ràng, nó đang 50-50 thì mình không nên bắt. Quan trọng nhất là con chim nó phải có thái độ thi đấu. Đấy, nó phải có thái độ đấu. Chứ còn những con chim mà nó ngoái thì tụi em bắt á, là phải ngoái đàng hoàng, rõ ràng. Lỗi rõ ràng là em mới bắt. Chứ còn những con chim mà nó mới nhìn lên thì em không bắt, tại vì cái lỗi này nó không phải rõ ràng. Đấy. Cho nên em không bao giờ mà em bắt những chú chim đấy. Quan trọng nhất là phải là cái thái độ đấu. Thì cũng các bác cũng giống như là cái con chim nó thi đấu mà nó xung bố, phải không ạ? Có rất nhiều anh em đi thi chim tiếng xung bố, anh em giăng cước, giăng dây, chú chim không xung bố. Và chú chim xung bố thế nào? Khi hai chân chạm cước thì xung bố. Em quy vào xung bố. Nếu mà chú chim mà trong quá trình đấu mà hai chân nhảy xuống cước tức là em quy tội xung bố, đúng không ạ? Còn nếu như hai con chim mà nó bám một cái vanh mà các bác để căng cước đấy, em cũng không tính xung bố, tại vì đó là cái vanh, con chim nó bám vào vanh không thể tính nó vào cước được, cho nên không thể tính xung bố được. Em rất là rõ ràng quan điểm như thế, nói rõ ràng một điểm luôn, chân chạm cước hai chân là xung bố, còn bám vanh chúng tôi không tính, không tính được, tại vì nó đâu có xuống cước đâu, xuống cước mới là xung bố, không ạ? Mình phải rõ ràng như vậy thì nó mới ok. Ý kiến bổ mới về thì nên chăm sóc tình trạng như thế nào là hợp lý? Và những con chim bổ mới về, đặc biệt những con chim già rừng, trong quá trình các bác đưa bổ mới về ấy, thì các bác nên thả động lực 60 hoặc 80 đấy, để cho nó có không gian, để cho nó hạn chế nó tung đầu, đặc biệt là tật lỗi ngoái ngửa đấy. Sau đó các bác thả động lực như vậy, các bác nuôi liên tục cho em từ 2 đến 3 tháng cho nó thuần và nó quen với chế độ, nó quen chế độ và nó thuần lòng đấy. Sau đó là các bác sang lồng vuông, các bác chăm sóc bình thường và nên chùm 3 mặt và mở 1 mặt. Cho dù lồng lực hay là lồng luông các bác đều như thế. Không được các bác hạn chế nuôi những cái lồng ép. Thứ nhất là con chim nó sẽ chật, nó tung, nó toát đầu. Thứ hai nữa là có nhiều con chim nó hư bộ lông. Đấy, và cái thứ ba nguy hiểm nhất đó là những con chim nó tung đầu, nó chảy máu thì nó rất là lâu thuần và nó dễ bị tật lỗi. Bác nhá. Ok chưa? Dạ không bác Lê Lệ ơi, không ảnh hưởng. Nó cũng kêu một vài ba cái không quan trọng, nó cứ đấu tốt cho em mà được. Em mà điều hành thì con chim đấu tốt cho em mà được. Đấy, cứ đấu tốt là được. Còn vấn đề ví dụ như con trong trường hợp là chim đều cơ, chim đều mà nó yếu thì nó phải kèm theo quick kill thì em mới bắt. Đấy, cũng giống như bây giờ các bác đi thi cũng thế, em điều hành bất kỳ cuộc thi nào cũng thế. Con chim đấu mà nó có xỉa lông nhẹ một vài cái em vẫn để cho nó vào giải. Con chim có xỉa một vài cái mà nó đấu tốt, nó vẫn còn hơn rất là nhiều những con chim mà không tật lỗi, không xỉa lông mà lại chậm cầu, chậm nhịp, không thi đấu, đúng không ạ? Con chim mình đi làm điều hành hay là mình đi thi thì mình phải tìm kiếm những con chim hay, phải không ạ? Mà đã là con chim hay thì nó phải thi đấu, mà nó phải thi đấu thì những con thi đấu càng nhiệt thì nó càng sinh ra lỗi, đó là nguyên tắc thôi, không thể sai sót được. Đấy, thế nhưng mà nó có quy một vài cái hay là nó có xỉa lông một vài cái mà nó đấu mạnh, nó đấu tốt thì phải để cho nó vào, để nó vào giải, bởi vì đó là chú chim hay. Chứ còn những anh chẳng xỉa lông chẳng gì cả nhưng mà cứ đứng hót một chỗ thì em là em hạ nhanh luôn, khỏi cần phải suy nghĩ luôn. Em hỏi thêm là nhiều người bảo một mở hết, hai là đóng hết mở một mặt, vậy sẽ bị ngoái, anh xem thế nào giúp ông? Dạ cái này nó thưa bác là con chim bổi mà bác mở hết đấy, em đố bác bao giờ bác thuần được nó đứng lại đấy. Bác mở con chim bổi mà con chim bổi mới đưa về ấy, em nói với bác là làm sao nó tông
Bởi vì nó không, cái mặt trống của nó là nó cứ thế mặt trống là nó tung ra, mà nó tung ra thì bao giờ con chim nó cũng sẽ bị toác đầu và nó bị gãy lông. Bên cạnh đó là nó khi nó tông như vậy á, thì nó không bao giờ nó có cái lửa của nó để nó đứng lại. Đấy, các bác không chăm được là nó đứng, nó không bao giờ đứng lại bác nhá. Còn cái vấn đề mà mấy ông mà bảo là mở thì mở hết, mà đóng thì đóng hết, là em đảm bảo các bác 100% là con chim nó có lỗi ngoái. Lỗi ngoái tức là sao? Tức là khi có lỗi ngoái thì thông thường là các bác chùm ba mặt, một mặt là nó bật ngay, thấy chưa? Thứ hai đó là khi đóng lại thì bình thường nó có ngoái ở đấy các bác không thấy, đâm ra các bác lấy cái đó để các bác làm chuẩn và bao biện cho con chim nó bị lỗi, thấy chưa? Đó là một cái cách bao biện cho con chim bị tật lỗi, thấy chưa? Còn đừng có bảo là mở một mặt mà đóng hết, không phải đâu, đó là cái cách bao biện của con chim lỗi, thấy chưa? Tại vì những con chim ngoái khi mà mở hết ống lồng ra thì nó rất ít ngoái, thấy chưa? Nhưng mà khi các bác đóng ba mặt, mở một mặt là nó ngoái, thứ hai nữa mà đóng hết thì mình đâu có thấy gì đâu, thấy chưa? Vậy thì cái cách đầu tiên mà em nói, em hay nói đùa, nói giỡn với các bác mà hay chơi chim ấy, em hay nói đùa, nói giỡn đấy, cái cách duy nhất để chữa một con chim ngoái đó là một là thả ra ngoài trời, hai là chùm hết ống lồng lại là nó không ngoái nữa. Tại vì nó có ngoái, nó có, mình có ngoái mình có thấy đâu, mình không thấy được, đúng không ạ? Cho nên là cái cách duy nhất để mà chữa vĩnh viễn hết là một là thả ra ngoài trời, hai là đóng ống lồng hết lại, đóng kín lại, là mình không thấy thì mình nó đâu có ngoái, đúng không ạ? Cho nên là bác yên nhá. Đây là cá nhân em đấy, chứ còn em không biết là các bác cái kinh nghiệm các bác chỉ bảo như thế nào thì em không biết đó, nhưng mà em là nói thẳng vấn đề như vậy.